cứ 5 người trên thế giới thì sẽ có một người mắc ung thư ở một thời điểm không xác định trong tương lai Ở lần đầu tiên mà mình phát hiện ra bị ung thư đối với mình rất là sốc Mình mới 35 tuổi, còn đang rất khỏe mạnh Đứa con út của mình lúc đấy mới có 6 tháng rồi Mình hỏi bác sĩ rằng liệu là tôi còn sống được bao nhiêu lâu nữa Không biết là cái cách mà anh nhìn về cái khởi nghiệp này nó sẽ như thế nào Tại vì đây cái sản phẩm cũng rất là đặc thù Tôi thì có tâm huyết thôi Vì bản chất làm y tế đã là một cái trách nhiệm đối với xã hội rồi Chứ nó không chỉ đơn thuần là một việc kinh doanh để kiếm lợi nhuận Làm sao mà ứng dụng được trí tuệ nhân tạo để phát triển các cơ sở y tế Một cách tinh gọn mà vẫn đảm bảo được hiệu quả Thì giảm được cái chi phí cho người kiểm tra sức khỏe Anh sẽ nhắm tới cái việc giải quyết cái bài toán này như thế nào? Xin chào mừng các bạn quay trở lại với The Quốc Khánh Show podcast trên Việt Success. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Và chủ đề của ngày hôm nay là một chủ đề mà tôi nghĩ là rất nhiều người quan tâm. Đó là chủ đề sức khỏe và vấn đề tầm soát sức khỏe của người Việt Nam. À, tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất được vinh dự được chào đón anh Nguyễn Huy Tuấn, là Chủ tịch Hội đồng Quán trị và sáng lập của Trung tâm Y khoa Nhật Bản T. Matsuoka và Nura Việt Nam là đơn vị đầu tiên tại Đông Nam Á ứng dụng công nghệ chẩn đoán hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo của Fujifilm trong tầm soát ung thư và các bệnh lý liên quan đến lối sống. Dạ, xin chào anh Tuấn, cảm ơn anh Tuấn rất nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay. À, xin chào Quốc Khánh, xin chào tất cả các bạn. Dạ, chắc chắn anh là một người rất phù hợp để nói đến câu chuyện về chủ đề này liên quan tới sức khỏe và tầm soát sức khỏe. Được biết thì anh Tuấn trước đây làm cái ngành khác và bây giờ thì đang vận hành trung tâm y tế và đặc biệt là Nura Việt Nam cung cấp những giải pháp liên quan đến tầm soát sức khỏe, tầm soát ung thư, thì không biết là cái cơ duyên nào đã đưa anh đến với cái ngành này. Trước đây thì mình học về công nghệ thông tin, sau đấy thì về làm việc tại tổng công ty bảo hiểm dầu khí PBI suốt 18 năm và năm 2017 thì cũng là một cái tình cờ thôi, mình sang Nhật thăm một anh bạn đồng nghiệp đang điều trị ung thư phổi ở bên Nhật. Thì mình có kết hợp kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thì lúc đó may mắn là mình phát hiện ra là bị ung thư thận. Mình dùng cái từ may mắn là bởi vì lúc đó phát hiện ra là giai đoạn sớm, giai đoạn 1B. Bên Nhật thì họ chia là 1A, 1B, 2A, 2B. Và sau đó thì mình có điều trị ở bên Nhật và định kỳ thì hàng năm mình vẫn kiểm tra sức khỏe để gọi là follow up đến năm 2021 cuối 2021 đầu 2022 thì mình có quay trở lại nước Nhật sau Covid thì quay trở lại Nhật để tái khám thì lúc đó bác sĩ lại phát hiện ra là mình lại bị lần thứ hai là phát hiện là ung thư thận ở bên phải và may mắn hơn thì lần này là giai đoạn lại 1A Đấy cũng lại rất sớm và mình đã điều trị ở bên, bên Nhật và lúc đó thì mình có 4 tháng ở Nhật để xếp hàng chờ phẫu thuật vì mình phát hiện ra rằng là hóa ra ở nước Nhật thì có hơn một triệu người mắc mới ung thư mỗi năm gấp 5 lần Việt Nam và tính bình quân ra là cứ 30 giây là một người Nhật được phát hiện ra mắc mới ung thư nhưng mà tỷ lệ điều trị thành công ở Nhật thì rất là cao thuộc loại là cao nhất thế giới với tỷ lệ điều trị thành công là trên 75% là điều trị thành công có nghĩa là sống sau 5 năm. Và ngược lại so với ở Việt Nam thì tỷ lệ điều trị thành công ở Việt Nam thì lại ở mức thấp ở trên thế giới. Chỉ có 23% người Việt Nam phát hiện ra ung thư thì được điều trị thành công. Thì lúc đó mình tìm hiểu và mình thấy rằng là cái sự khác biệt là nằm ở cái việc phát hiện sớm. Và do đó thì mình có một cái có gọi như là một cái ikigai, một cái sứ mệnh của cuộc đời. Ấy. Đấy là mình muốn là mở một cái trung tâm y tế để tầm soát, giúp cho những người Việt Nam phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật để có cuộc sống chất lượng hơn. Và với cái nguyện vọng đó thì tình cờ là mình cũng được giới thiệu anh bác sĩ masuka là một bác sĩ rất là nổi tiếng ở bên Nhật, chủ tịch của chuỗi hệ thống y tế cấp cứu của của Nhật Bản. Và hai anh em lên chùa để kết nghĩa. Một người thì không biết tiếng Việt, một người thì không biết tiếng Nhật. Và thông qua phiên dịch viên thì bọn mình thấy rằng là rất hợp nhau và bọn và hai hai người lên chùa kết nghĩa và sau đấy thì về thì mình thành lập trung tâm y khoa Nhật Bản Timashoka. Thì đấy là cái câu chuyện và cái lý do để mình bắt đầu là như vậy cảm ơn Tuấn đã đã mở lòng chia sẻ câu chuyện rất là cá nhân về cái tình trạng sức khỏe của mình một người đã trải qua là là bị vấn đề về ung thư và từ đó mới nghe nói là phát hiện ra cái sứ mệnh cuộc đời mọi thứ nó nhiều cái duyên không biết là cái quãng thời gian mà anh tầm soát và điều trị bệnh ở Nhật và được uh, trải nghiệm uh, cái nền y tế phát triển của Nhật thì cái điều gì gây ấn tượng cho anh nhiều nhất ừ, thực ra thì cái điều mà gây ấn tượng cho mình Đấy chính là cái cách người Nhật Hay nói đúng hơn là cách bác sĩ Nhật Đối xử với cả bệnh nhân Khi ở lần đầu tiên mà mình phát hiện ra Hay nói đúng hơn là mình được bác sĩ thông báo là bị ung thư Đối với mình rất là sốc Mình mới 35 tuổi Còn đang rất khỏe mạnh Đứa con út của mình lúc đấy mới có 6 tháng rồi Và trong đầu mình có rất nhiều những cái lo lắng Và thậm chí là nghĩ đến cả những cái, cái kịch bản xấu nhất thì khi mà mình hỏi bác sĩ rằng là tôi còn sống được bao lâu nữa thì tôi còn chuẩn bị cho 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 cuộc sống của gia đình thì người bị bác, bác sĩ đấy nói một câu mà tôi nhớ mãi đến bây giờ đó là khi bạn phát hiện là mình bị ung thư là lúc bạn nên suy nghĩ về việc bắt đầu cuộc sống mới như thế nào thay vì lo lắng kết thúc cuộc sống cũ từ bây giờ bạn hãy thay đổi thói quen sinh hoạt lối sống để có cuộc sống lành mạnh hơn và ông ấy cũng nói rằng là ung thư biểu mô tế bào sáng ở thận điều trị theo phương pháp cắt u bảo tồn thận thì trong 10 năm qua tỷ lệ điều trị thành công là 94%. Tuy nhiên thì cái việc mà bạn nằm trong số 94% hay trong số 6% lại là do bạn chứ không phải do chúng tôi. Nếu bạn có suy nghĩ tích cực, nếu bạn hợp tác với bác sĩ thì hoàn toàn là bạn nằm trong số 94% đó. Cái điều đấy cho thấy rằng là mình À, hoàn toàn là có cơ hội để điều trị triệt đề chỉ cần mình suy nghĩ tích cực và tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ thôi và cái đó là cái mà làm cho mình rất là ấn tượng bởi vì người bác sĩ không chỉ là điều trị về mặt bệnh bệnh lý mà còn hỗ trợ cả về mặt tâm lý đặc biệt cho cho người bệnh cái lúc đó thì đấy là cái cái điều mà mình rất là ấn tượng và cái thứ hai nữa là như mình nói là người Nhật họ mắc ung thư rất là nhiều nhưng mình thấy rằng là họ đi vào bệnh viện vì mình điều trị trong bệnh viện. Họ chỉ đi một mình thôi và đi rất là đơn giản, khoác một cái ba lô đến ngày vào bệnh viện là khoác một cái ba lô để đến, đến bệnh viện, nhập viện trong 3 ngày, 5 ngày điều trị xong là họ lại đi về. Rất đơn giản, rất nhẹ nhàng và họ coi như đấy chỉ là 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 một cái sự kiện bình thường chứ không phải là một cái biến cố lớn của cuộc đời như người Việt Nam mình vẫn hay hay đối mặt. Thì đấy là cái mà mình cảm thấy rất là ấn tượng đúng là cái cách mà, mà đối mặt với cái thông tin mà mình bị ung thư đó không phải dễ dàng gì ừ. và thật sự cái câu nói của bác sĩ người bác sĩ người Nhật mà anh chia sẻ là đúng là khiến mình cũng phải suy ngẫm lại và và cái việc mà thay đổi lối sống và để bắt đầu một cuộc đời mới là một cái điều mà chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu ngay từ bây giờ chứ không phải đợi tới lúc mà có cái thông tin đó. Chính xác. Theo một cái thống kê mà em đọc được không biết có đúng không tức là cái con tỷ lệ phần trăm người Việt mà quan tâm đến thực hiện tầm soát sức khỏe định kỳ nó ừ, hơi thấp ừ. con số em đọc được là 3,5% năm ừ. không biết có đúng không nhưng em cảm giác là con số này vẫn thấp ừ. tức là cái việc mà mình lo cho sức khỏe và thực hiện tầm soát định kỳ nó chưa phải là một cái thói quen phổ biến thì từ góc độ một người làm trong lĩnh vực này thì anh thấy thế nào về cái hiện trạng này ờ, thực ra thì con số 3,5% phần trăm này là thống kê từ trang web của bộ y tế nhật bản Yeah. Ừ, họ có làm một cái khảo sát tại Việt Nam thì cái số lượng người đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm Một cách chủ động thì chỉ có 3,5% thôi So sánh với ở nước Nhật là 80% Người dân Nhật là có thói quen đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm Tức là khỏe mạnh cũng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ ừ. Thì đây là một con số thực sự là, là rất là đáng buồn yeah. Đấy bởi vì... Uh, uh, cái việc mà đi kiểm tra định kỳ hàng năm ý, thì giúp cho cái việc là phát hiện sớm. Và với cái việc phát hiện sớm thì cái tỷ lệ điều trị thành công nó cao. Còn ở Việt Nam thì theo một cái thống kê của tổ chức Global Cancer và tổ chức ung thư thế giới thì cho rằng là Việt Nam mình có 180.000 người mắc mới ung thư mỗi năm. Nhưng mà 73,5% là tử vong trong vòng 5 năm. Thì cái mình mình cho rằng là cái lý do nó có mấy yếu tố sau đây thứ nhất là cái nhận thức và cái thói quen của người Việt Nam vẫn hay có cái tâm lý là có bệnh thì mới đi khám bệnh, có bệnh mới đi chữa bệnh, yeah. còn khỏe mạnh bình thường thì không cần thiết lãng phí thời gian hoặc lãng phí công sức, yeah. Đấy, lãng phí tiền bạc. cái thứ hai nữa là mình cho rằng cũng có một cái tâm lý rất là phổ biến là đang khỏe mạnh thì không muốn đi khám để phát hiện ra mình có bệnh, sợ phát, sợ bệnh phát hiện ra nữa. bệnh. có cái này có. đó. Yeah. tại vì cái tâm lý là sống chết có số hoặc là trời kêu ai nấy dạ là một tâm lý cũng rất là phổ biến. cái thứ ba nữa là về mặt kinh tế thì đa phần người Việt Nam mình vẫn chưa có một cái khoản ngân sách để dành cho chăm sóc sức khỏe chủ động, các cái gói kiểm tra định kỳ mà gọi là đơn giản thì lại không phát không đủ chỉ định để phát hiện ra bệnh sớm. còn các gói tầm soát chuyên sâu thì lại quá đắt, vượt quá tầm kinh tế của đa số người dân Việt Nam. Thì đó cũng là cái lý do mà khiến cho tỷ lệ người Việt Nam mình đi kiểm tra định kỳ hàng năm thấp. Ngoài ra thì cũng mình cho rằng cũng có một cái nguyên nhân nữa. Đó là tình trạng thiếu bác sĩ và thiếu máy móc. À, một cái thống kê cho thấy Việt Nam mình chỉ có 8 bác sĩ trên 10.000 dân. Trong khi ở thế giới ở những nước phát triển thì con số này là 26 cho đến 32 bác sĩ trên 10.000 dân. Và đa phần thì các bác sĩ sẽ tập trung ở thành phố lớn để tập trung vào việc điều trị cho những người có bệnh. Còn ở những tuyến cơ sở như là tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã thì thiếu bác sĩ và thiếu máy móc nữa. Để tầm soát được sớm là cần phải máy móc hiện đại. Thì ở các cái tuyến y tế cơ sở thì thiếu máy móc cho nên là cái việc mà để phát hiện sớm nó cũng không không gọi là chính xác. Thì đó là cái, mình cho rằng đó là những cái nguyên nhân mà dẫn đến là người Việt Nam mình chưa có cái thói quen và chưa có cái ý thức là những cái rào cản để mọi để mà mọi người có cái hành động là đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm. Yeah. Nghe anh chia sẻ thì cảm giác như, giống như một cái vòng lẫn quẩn đó, tức là những cái người mà, ở như nó là điều kiện kinh tế không có ừ. thì lo cái chuyện khác, mưu sinh chứ ít nghĩ đến chuyện là sẽ phải bỏ ra tiền để kiểm tra sức khỏe, ừ. trong khi bản thân mình còn đang khỏe mạnh. Đúng. Rồi cái người mà có điều kiện kinh tế một chút thì đôi khi lại nghĩ là bây giờ cũng đang khỏe mạnh rồi phát hiện lỡ đang khá một cái ra bệnh thì lại phải lo lắng nữa. Đúng đấy thì nó và đặc biệt là em nghĩ cái điều kiện kinh tế cũng là một cái điều hết sức thực tế khi mà như anh nói là những gói tầm soát và khám chuyên sâu để ra được bệnh hiểm nghèo thì nó lại quá đắt so với thu nhập của người Việt Nam được vậy thì thì không biết ở góc độ của anh là một người làm kinh doanh trong lĩnh vực này thì anh sẽ nhắm tới cái việc giải quyết cái nút thắt cái bài toán này như thế nào cảm ơn quốc khánh thì thực ra là đầu tiên vẫn phải là làm truyền thông để nâng cao được nhận thức của mọi người yeah bởi vì khi mà mọi người có nhận thức thì mọi người sẽ coi như đây là một việc quan trọng phải làm thì có một cái khoản saving để à, thực kỷ. hiện cái việc đó bởi vì rõ ràng là giữa cái việc chi phí bỏ ra để đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và cái việc phải điều trị bỏ ra một khoản tiền rất lớn để điều trị khi mà phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn thì đó là một cái đây sẽ là khoản đầu tư chứ không phải là khoản chi phí lãng phí à, tư mà tư là một khoản đầu tư cho sức khỏe thì khi mà mình có cái ý thức và nhận thức về việc đó thì mình sẽ sẽ dành một cái khoản à, cái thứ hai nữa là mình mở rộng tức là làm sao mà ứng dụng được hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng được các cái trí tuệ nhân tạo để phát triển các cơ sở y tế một cách tinh gọn mà vẫn đảm bảo được hiệu quả thì giảm được cái chi phí cho người kiểm tra sức khỏe thay vì mình kiểm tra chuyên sâu thì mình ứng dụng các cái trí tuệ nhân tạo ứng dụng các cái công nghệ mới để mình tầm soát diện rộng và chỉ cần khám chuyên sâu khi một cái bộ phận nào một cái vấn đề nào của sức khỏe của mình có nguy cơ thôi Đó. thì cái này là cái cách mà bên phía Fujifilm họ triển khai một cái mô hình gọi là trạm bảo dưỡng con người à, nghe thú vị trạm bảo dưỡng con người thay vì trạm bảo dưỡng xe thì là trạm bảo dưỡng con người đúng rồi cái từ này thì tiếng nhật nguyên gốc của nó là từ ningen dock yeah. ningen là con người dock là cái bến tàu thì người nhật người ta ví con người cũng như con tàu ấy một năm đi con tàu đi trên biển thì con người sau một năm làm việc sau một năm sinh sống à, lao động thì cũng cần đi bảo dưỡng Đấy. và cái quy trình bảo dưỡng nên nó rất là nhanh chóng và rất là thuận tiện chỉ để gọi là screening toàn bộ cơ thể của mình nếu mà khỏe mạnh bình thường thì hẹn gặp lại sau một năm. Okay. Đó. Còn nếu một bộ phận nào của mình có vấn đề bất thường, thì lúc đó sẽ đi kiểm tra chuyên sâu đúng cái bộ phận đó thôi. Yeah. Thì nó vừa tiết kiệm được chi phí mà vẫn đáp ứng được cái bài toán là nâng cao được cái nhận thức của mọi người về việc kiểm tra sức khỏe, phòng bệnh từ xa. Thì đấy là cái cách mà người Nhật đã làm và họ phát triển cái mô hình ninjendoc từ năm 1950 đầu tiên là tại bệnh viện NCGM gọi là bệnh viện quốc dân của Nhật. Và đến thời điểm hiện tại thì toàn nước Nhật có 1 000, hơn 1.500 cơ sở Ninh đó phục vụ cho 120 triệu dân Nhật hàng năm đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thì đấy là cái 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 mô hình rất là hay của Nhật. Thì mình nghĩ rằng là ở Việt Nam mình cũng có thể áp dụng được cái việc này và làm sao mà chính phủ, bộ y tế có thể kêu gọi người dân, khuyến khích người dân là nên có ý thức về kiểm tra sức khỏe định kỳ và có chính sách để cho các đơn vị tư nhân các tập đoàn kinh tế tư nhân phát triển cái hệ thống cơ sở y tế dự phòng để mà điều trị và khám chuyên sâu và điều trị thì mình cần các cơ sở bệnh viện y tế lớn nhưng mà để mà xây dựng cái cơ sở y tế dự phòng kiểm tra sức khỏe định kỳ thì không nhất thiết là phải là cơ sở y tế lớn nó chỉ là trạm bảo dưỡng thôi mà đấy thì mình có thể là dùng phát gọi là phát huy nguồn lực toàn dân của các cơ sở y tế tư nhân làm cái mô hình đó yeah anh có mong muốn biến Nura Việt Nam thành một cái trạm bảo dưỡng con người không? Thực ra Mura, Nura Việt Nam đang hoạt động theo đúng, <laughs> đúng cái mô rồi. hình đó. Yeah, là như thế. Đó, ở tại Nura thì không khám bệnh và chữa bệnh. Chỉ đơn giản là health check, health screening dành cho những người khỏe mạnh đi kiểm tra định kỳ hàng năm thôi. Hệ thống công nghệ AI bị cho phép là học trên dữ, cơ sở dữ liệu số lớn và giúp các bác sĩ đưa ra khuyến nghị các cái chỉ định chẩn đoán một cách chính xác hơn khi mà mình đang khỏe mạnh như thế này thì lại phát hiện ra mình có những cái bất thường những cái nang mà bình thường mình không cảm nhận được nếu như người dân mà được phát hiện sớm thì giảm đi cái gánh nặng về chi phí điều trị tuyến cuối thì tính tổng ra còn hiệu quả hơn là để cho họ bỏ mặc sức khỏe và đến lúc mà bệnh nặng thì claim y tế bảo hiểm y tế thì không biết là với cái trạm bảo dưỡng này của mình và ứng dụng do nó là công nghệ AI trong việc chẩn đoán hình ảnh để tầm soát ung thư đó thì cái cái trí tuệ nhân tạo cái công nghệ này nó sẽ có cái gì ưu việt hơn so với cách tầm soát thông thường ừ. bởi vì là có thể là bình thường nghe đến tầm soát ung thư thì phải đi chụp chiếu rất là nhiều tốn kém chi phí thời gian rồi chưa kể là các ti bức xạ thì ở đây là cái phương pháp công nghệ này thì nó có nó có cái lợi điểm gì hơn so với cái phương pháp cũ không? gần đây thì mọi người nghe nói nhiều về AI yeah. ứng dụng khắp mọi nơi và trong mọi ngành nghề thì AI trong lĩnh vực y tế cũng đang được sử dụng rất là hiệu quả. để nói đến việc tầm soát ung thư thì cái có rất nhiều phương pháp mọi người có thể thấy như là xét nghiệm gen này, xét nghiệm máu này. tuy nhiên thì phương pháp mà hiệu quả và chính xác nhất thì vẫn là sử dụng công nghệ chẩn đoán hình ảnh. trước đây thì các bác sĩ sẽ rất cân nhắc trong cái việc ra cái chỉ định chụp cắt lớp vi tính cho người khỏe mạnh mà chỉ sử dụng trong cái việc tầm soát cho những người có nguy cơ cao, đó là những người mà gia đình có tiền sử cận huyết bị ung thư hoặc là những người có cái thói quen lối sống uống rượu hút thuốc nhiều hoặc là những người có biểu hiện lâm sàng quá rõ ràng thì các bác sĩ sẽ ra cái chỉ định đó đánh đổi giữa việc là ảnh hưởng về sức khỏe bởi tia bức xạ và hậu, hậu quả của cái việc là phát hiện ra bệnh muộn. Tuy nhiên thì bây giờ AI ứng dụng trong công nghệ chẩn đoán hình ảnh giúp giảm 97% liều tia X tia bức xạ nên có thể sử dụng để tầm soát diện rộng cho kể cả những người khỏe mạnh mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Đấy là cái đầu tiên AI đã hỗ trợ cho cái việc là có thể sử dụng để tầm soát diện rộng. Ừ cái thứ hai nữa là mọi người cũng biết là các bác sĩ là con người thì sẽ cần cái năm kinh nghiệm để học cũng như là để nhận diện và chẩn đoán được ra những cái vấn đề bất thường hệ thống công nghệ AI bị cho phép là học trên cơ sở dữ liệu số lớn và giúp các bác sĩ đưa ra các cái khuyến nghị các cái chỉ định chẩn đoán một cách chính xác hơn Ừ. Mình nói ví dụ như thế này. Một cái người đi qua sân bay. Thì khi đưa cái vali qua cái máy scan thì AI detect ra những cái điểm nghi ngờ, điểm bất thường ở trong cái vali đó và đi qua khỏi cái máy đó thì các bác sĩ chính là các các nhân viên hải quan mở cái vali ra kiểm tra lại một lần nữa. Xác định xem là những cái những cái vật thể nghi ngờ đấy nó có đúng là nguy hiểm hay không. Và nếu mà nó có nguy hiểm thì sẽ có chỉ định để điều trị Còn nếu không thì chỉ để theo dõi Thì AI bây giờ sẽ hỗ trợ được các bác sĩ trong cái việc là chẩn đoán Những cái tổn thương từ 1mm nhỏ nhất đến 3mm Để giúp theo dõi và ra các phác đồ điều trị Giống như lúc nãy mình nói rằng là Cái nốt ở phổi mà dưới 1cm thì gần như là không có chỉ định điều trị Và thường là trước đây thì phải dùng các cái công nghệ cũ hoặc là các bác sĩ sẽ phát hiện ra những cái nốt nó lớn hơn 1 cm thì bây giờ từ 3 mm 4 mm nó đã detect ra. Và nó đã giúp cho các bác sĩ để theo dõi và 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 ra các cái chỉ định cần thiết. Đấy thì đấy là cái công nghệ AI hiện nay đã hỗ trợ được y học nói chung cũng như là các bác sĩ nói riêng trong cái việc là tầm soát diện rộng và detect ra những cái tổn thương bất thường từ khi nó còn rất sớm. Ừ. Cái cái việc mà chỉ vào gọi là rà soát sức khỏe thì với sự hỗ trợ của công nghệ đặc biệt là AI thì cái chi phí nó cũng được tiết giảm. Chính xác. Yeah. Các bạn biết là ở Nhật thì mọi thứ họ làm rất là lean tức là rất là nhỏ gõ. gọn, gọn gọi là tối tối ưu chi phí. thì chỉ với chi phí tính ra có một, một đô một ngày thôi Đấy, là hoàn toàn nó có thể yên tâm bảo dưỡng sức khỏe. tại Nura thì hay nói đúng hơn là bọn mình có kết hợp với cả công ty bảo hiểm để trong cái gói khám tầm soát đấy là đã có sẵn một cái hỗ trợ tài chính nếu chẳng may trong tương lai khách hàng phát hiện ra vấn đề về ung thư hoặc các bệnh lý hiểm nghèo thì có một khoản hỗ trợ từ công ty bảo hiểm để sử dụng để chi trả cho việc điều trị tại vì thực ra thì mình có một người bạn khi mà bố của anh ấy phát hiện ra là bị ung thư ấy, là bác ấy từ chối không điều trị luôn ừ vì hai lý do, một là nghĩ rằng là có điều trị thì cũng không giải quyết được vấn đề triệt đề. Cái thứ hai là không muốn tốn kém chi phí cho gia đình. Và chấp nhận là gọi là không hợp tác với các cái phác đồ điều trị của bệnh viện, chấp nhận là là mình dùng cái từ nói vui là hy sinh đời bố củng cố đời con ấy. Không điều trị. Thì đấy là một câu chuyện buồn và mình hiểu được cái tâm lý đấy của khách hàng thì bọn mình có combo cái sản phẩm là bao gồm cả bảo hiểm để hỗ trợ cho những cái khách hàng của mình nếu chẳng may trong tương lai khi phát hiện ra những cái vấn đề eh, nghiêm trọng thì có công ty bảo hiểm hỗ trợ tài chính cho khách hàng thì cũng bỏ qua cái rào cản về mặt kinh tế như mình nói để mọi người có ý thức hơn chủ động hơn trong cái việc chăm sóc sức khỏe yeah. định kỳ nghe anh chia sẻ này có vẻ như vấn đề lớn nhất là vấn đề tâm lý chứ <laughs> không phải là, là một phần đây là cũng về tâm lý của Đúng rồi. của mình về cái việc là kiểm tra sức khỏe định kỳ Um, khi mà mà anh đưa trung tâm của mình vào hoạt động, trạm bảo dưỡng con người ha, theo theo cái ý tưởng của Nhật, trong thời gian qua thì anh có đúc rút được một vài cái quan sát nào, hoặc vài cái con số thống kê nào về các loại bệnh mà người Việt thường có nguy cơ gặp phải, ừ. các loại ung thư mà người Việt Nam thường gặp phải ừ. từ những con số liệu của mình ra soát, giúp kiểm tra sức khỏe trong thời gian qua. Nura hoạt động được 5 tháng. Thì cũng có gần nghìn lượt khách hàng đến bảo dưỡng cơ thể bảo dưỡng. Đấy. thì uh, bọn mình có hệ thống phần mềm để đánh giá các cái vấn đề của nguy cơ của sức khỏe theo phân loại là A B C D. A có nghĩa là khỏe mạnh bình thường. B thì hơi có một chút bất thường nhưng mà không đáng quan ngại. C thì cần phải theo dõi và D thì cần phải đi kiểm tra chuyên sâu. của 22 bệnh lý liên quan đến lối sống và 14 nguy cơ ung thư. Thì có một cái số liệu thống kê của phần mềm thì cho thấy rằng là hơn 60% những người đến bảo dưỡng đều có vấn đề bất thường. Hơn 60%? Hơn 60% bất thường. Tất nhiên bất thường ở đây nó là B, C, D thì đã được gọi là bất thường rồi. <laughs> yeah. Tức là từ nhẹ cho đến <laughs> cần phải theo dõi yeah. cho đến cần phải thăm Điều khám trị. chuyên yeah. sâu. Và những cái khách hàng đấy của mình đa phần là khỏe mạnh bình thường đi kiểm tra định kỳ nhé. Đấy, như vậy là đâu đó là có những người trông thì tưởng như là khỏe mạnh bình thường nhưng tiềm mẩn trong đó là những bất thường. Giống như mình năm 35 tuổi rất đang rất khỏe mạnh bình thường thì phát hiện ra. Rồi. Thế thì trong số 60% đó thì phần lớn là những bệnh lý liên quan đến lối sống. Ví dụ như là mỡ máu này, axit uric cao hay là tiểu đường huyết áp. Và những cái đó thì có vẻ như không nguy hiểm, không nghiêm trọng nhưng thực ra nếu để lâu dài mà mình không thay đổi lối sống, mình không có những giải pháp điều trị, phòng ngừa từ xa thì đến một thời điểm nào đó trong tương lai nó sẽ trở nên biến chứng và nó trở thành gánh nặng về mặt sức khỏe của những con người đó. Có khoảng 15% là nguy cơ C và D liên quan đến 14 mặt bệnh ung thư. Tức là có những tổn thương bất thường ở trong cơ thể và mình không nói rằng là 15% này là bị bệnh ung thư Ví dụ như là có gan có gan có một cái u máu Thận có một cái năng nước Thì AI họ nó quét ra cũng phát hiện ra đấy là bất thường Nhưng at least là mình biết được đấy là một cái bất thường để mình theo dõi Và với cái theo dõi đó thì giúp cho các bác sĩ ra những cái quyết định chỉ định nó chính xác hơn Tại Nura của mình thì có một trường hợp một khách nữ 40 tuổi. Khi đến kiểm tra thì phát hiện ra một cái nốt bất thường ở phổi có 6 mm thôi. Yeah. Ở trên thế giới thì theo cái chỉ định là dưới 1 cm thì không không có chỉ định điều trị. Và với cái khuyến nghị là nên theo dõi sát thì sau 4 tháng bạn đi quay lại, bạn đi chụp thì cái cái nốt bất thường ở phổi nó lên đến 9 mm. Bạn tưởng tượng là trong 4 tháng Một cái nốt ở phổi nó tăng từ 6mm đến 9mm Là nó có tăng sinh Thì lúc này bác sĩ Có một cái chỉ định là phải can thiệp Để loại bỏ nguy cơ Và khi bạn đi vào bệnh viện phổi trung ương Can thiệp xử lý Giải phẫu bệnh kết luận là Ung thư Nhưng là bác sĩ cũng rất chúc mừng Là phát hiện được giai đoạn rất sớm Là dưới 1cm được gọi là tiền ung thư Và giải quyết xong Thì cái việc mà Theo dõi đánh giá như vậy nó cho phép uh, mọi người hiểu rõ được cái bên trong cơ thể của mình từ lúc còn đang chưa có biểu hiện lâm sàng thì lúc đại quốc khánh cũng có hỏi đó là các cái bệnh nào là phổ biến thì mình nói rằng là bệnh lối sống là phổ biến nhất cái thứ hai nữa là những cái nguy cơ bất thường thì ở việt nam mình hay có là phổi là gan ở phụ nữ thì có ung thư vú các cái nguy cơ bất thường ung thư vú cũng là những cái lớn và theo uh, báo cáo dịch tễ học của bộ y tế ở Việt Nam thì những cái bệnh như là bệnh lý về tuyến giáp, nguy cơ về ung thư tuyến giáp cũng rất là phổ biến. thì những cái đó thì tại các cái cơ sở y tế bình thường với các cái chỉ định chụp CT siêu âm thì hoàn toàn là có thể phát hiện được ra. Và chỉ cần là mọi người chú ý là đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm thôi. Yeah. Ừ. Nhân tiện là hỏi anh luôn thì đó những trên cái mẫu 5.000 người mà anh đã từng đến với 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 trung tâm bảo dưỡng của anh và khi phát hiện ra vậy thì không rõ là sau khi được ra soát sức khỏe và bảo dưỡng và phát hiện ra những cái mà nguy cơ sớm thì cái cái tâm lý của họ như thế nào? Thực ra thì đa phần mọi người là đang khỏe mạnh thì khi đi kiểm tra mà phát hiện ra những cái vấn đề như vậy thì đối với những bệnh lý liên quan đến lối sống mặc dù là bác sĩ cũng có thể là sẽ giải thích yeah. cũng có nói về các cái phương pháp cách thức để mà mình thay đổi cái thói quen sinh hoạt lối sống ví dụ như là tập thể thao nhiều hơn này ví dụ như là hạn chế những cái việc ăn uống mặn hoặc là ngọt quá hoặc mặn quá để giúp cho mọi người là preventive healthcare là phòng ngừa từ xa thì mình thấy mọi người cũng bắt đầu gọi là take it seriously hơn bởi vì không ai mong muốn là mình có những cái biến chứng sau này về mặt sức khỏe Đấy. có những người thì cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên khi mà mình đang khỏe mạnh như thế này thì lại phát hiện ra mình có những cái nốt hoặc những cái bất thường hoặc những cái nang ở trong cơ thể mà bình thường mình không cảm nhận được Đấy. tuy nhiên thì nó cũng chỉ nằm ở cái mức là biết để mình theo dõi để mình lắng nghe cơ thể của mình để khi mà mình cảm nhận được cái sự bất thường thì mình đã biết được nó là vấn đề gì mình sẽ bớt được cái tâm lý lo lắng hơn và khi đi gặp bác sĩ khám chuyên sâu thì họ cũng có cái cơ sở dữ liệu lịch sử để họ chẩn đoán và họ ra quyết định điều trị nó được chính xác kịp thời thì thực ra mà nói là tâm lý mọi người sẽ con hơn tức là sẽ quan tâm hơn điều đấy là tốt đúng không? đấy còn đối với những trường hợp mà nó lại quá rõ ràng về mặt hình ảnh và biểu hiện kết hợp với cả khảo sát tiền sử hoặc là có cái gọi là khám bệnh lâm sàng mà phát hiện ra là nó là nguy cơ và nghiêm trọng ấy. Thì các bác sĩ lại phải tìm cách giải thích một cách nhẹ nhàng. Đấy, thì mình cũng đưa cái bài học ở, ở Nhật để mình nói chuyện với các bác sĩ của mình. Đối với những bệnh lối sống thì phải nói nó nghiêm trọng để mọi người thay đổi cái thói quen, phòng ngừa từ xa, đấy, thay đổi gọi là sinh hoạt. Nhưng mà đối với những bệnh lý mà nghiêm trọng thì lại phải nói nhẹ nhàng, nói giảm, nói tránh, mang tính chất là động viên để mọi người đi kiểm tra chuyên sâu và Mọi người yên tâm rằng là dù sao nó cũng là may mắn khi mình nhận thức được nó ở cái giai đoạn vẫn còn đang sớm. Khi mình hay nói đúng hơn khi mình biết được nó ở giai đoạn rất sớm thì cơ hội như mình nói là chính cái bạn nữ mà mình vừa chia sẻ lúc nãy ấy, là tuy là không may nhưng lại rất may là điều trị và phát hiện xử lý ở giai đoạn rất là sớm. Bây giờ tiên lượng của điều trị thành công là 10 trên 10. Tốt quá yeah. nhỉ hai cách thức truyền tải thông tin uh, liên quan tới hai cái cách hai cái loại bệnh khác nhau những cái bệnh mà liên quan đến lối sống thì có thể phải uh, nghiêm khắc hơn tí để Thế thay xác. đổi. Còn những cái bệnh mà hiểm nghèo hơn thì nhẹ nhàng đã động viên. Anh bác sĩ anh ấy nói câu này này. Tôi không phải là nhà tiên tri nhưng tôi biết chắc rằng nếu bạn giữ nguyên cái thói quen sinh hoạt như hiện tại là không tập luyện thể dục thể thao này, ăn uống thì không chú ý giữ gìn này thì 5 năm nữa chắc chắn là bạn sẽ bị hút đối với một khách hàng mà bị cái chỉ số uric cao đấy chắc chắn luôn, đấy, chắc chắn luôn, bởi vì chỉ số nó quá cao rồi. Yeah. Mà khi bị gút ý, thì rất là là khổ, bởi vì cái bệnh gút tiếng Việt của mình gọi là hoàng thống phong, là gió thổi qua cũng thấy đau, <laughs> yeah. đau lắm. Mà khi đau như thế thì chỉ có một cách duy nhất là uống những cái thuốc giảm đau và thuốc thải aciduric. Yeah. Nhưng uống cái thuốc đấy vào thì lại rất hại thận, mà hại thận lại phải chạy thận nhân tạo thì lại còn cuộc sống là, là là giảm chất lượng cho nên là khi bác sĩ nói câu đấy thì anh khách hàng là thay đổi luôn là một ngày là bảo thế thì bây giờ tôi phải tập thể thao như thế nào tôi phải thay đổi chế độ ăn uống ra làm sao thì bác sĩ có nói rằng là một ngày à một tuần tối thiểu phải vận động là ba lần mỗi một lần phải tối thiểu là 40 phút và phải làm sao đổ mồ hôi và hiện nay thì anh ấy giảm được 4 cân sau 3 tháng giảm 4 cân đấy là anh bạn mình hay quá đấy, yeah. và thay đổi một cách tích cực về lối sống của mình <laughs> bác sĩ nói rất nhẹ nhàng nhưng mà rất có trọng lượng đó. <laughs> bởi vì thấy cái viễn cảnh đó là thấy không ai à, cũng thay đổi phải thay đổi à, cảm ơn tuấn hỏi rộng ra hơn một chút tức là không chỉ là cái trạm bảo dưỡng mà đây là chắc anh tuấn đã phải tiếp xúc với rất nhiều những cái chuyên gia từ nhật bản ừ. và cả những bác sĩ nữa thì không biết là, là ngoài cái trạm bảo dưỡng này ra thì có cái có cái quan sát hay có cái bài học gì mà mình quan sát được từ Nhật Bản để cho cái quá trình phát triển của hệ thống y tế của Việt Nam hoặc là thì Nhật Bản chắc chắn họ cũng đã trải qua một giai đoạn giống như Việt Nam như nói là rất nhiều người bị ung thư rồi nhưng bây giờ người dân Nhật đã khỏe hơn là do cái sự phát triển của hệ thống y tế thì họ đã trải qua một giai đoạn từ cái giai đoạn đầu sơ khai cho tới bây giờ phát triển rồi thì mình đang ở còn giai đoạn rất sơ khai thì chắc chắn là anh sẽ thấy được nhiều hơn những cái bài học từ họ tất nhiên bây giờ Việt Nam có thể áp dụng liền có thể là chưa nhưng mà từ quan sát của anh thì thì mô hình y tế của Nhật có gì đáng chú ý để mình có thể học hỏi trong tương lai mình thấy quay trở lại là họ giáo dục từ nhỏ yeah. học sinh của Nhật là đã được nhận thức về việc tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe chủ động tập luyện thể thao rất là nhiều ăn uống rất là gọi là khoa học yeah. Đó và ngay từ nhỏ là trong trường học là đã bắt buộc hàng năm phải đi kiểm tra sức khỏe gọi là sức khỏe học đường là hàng năm đều có kiểm tra sức khỏe định kỳ rồi tại khi lớn lên đi làm thì các công ty nhật họ yêu cầu bắt buộc nhân viên hàng năm phải nộp báo cáo sức khỏe tức là phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và đấy là công ty trả chi phí cho cái việc đó và level càng cao thì lại càng phải quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe vì nhân sự là tài sản lớn nhất của một doanh nghiệp mà thì thì đó là cái việc mà à, họ nhận họ đào gọi là họ nâng cao cái nhận thức của người dân và sau khi nghỉ làm về hưu đi, thì họ cũng có cái chính sách bảo hiểm là được trả tiền để đi kiểm tra sức khỏe định kỳ ừ. bởi vì họ cho rằng là nếu như người dân mà được phát hiện sớm thì giảm đi cái gánh nặng về chi phí điều trị tuyến cuối thì tính tổng ra còn hiệu quả hơn là để cho 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 người ta không bỏ mặc sức khỏe và đến lúc mà bệnh nặng thì claim y tế bảo hiểm y tế thì đấy là cái mà mình thấy rằng ở nhật họ làm rất tốt từ y tế dự phòng thứ hai nữa là họ có những cái mô típ rất là hay tức là ở từng cái khu dân cư ấy, có một cái vị bác sĩ gọi là, gọi là bác sĩ khu vực <laughs> ngoài cả cảnh sát khu vực ra còn có bác sĩ khu vực nữa đúng rồi họ có bác sĩ khu vực và cái trách nhiệm của người bác sĩ đấy là phải chăm sóc sức khỏe cho cái cộng đồng cụm dân cư ở đó. Hay nhỉ? Ừ. Và bác sĩ này ngoài lương ra thì có thưởng gọi là lâu claim bonus tức là thưởng nếu như mà dân nữ ở đấy hả? khỏe mạnh, họ ít claim bảo hiểm y tế, à. thì cái chứng tỏ là cái vị bác sĩ này là à, làm việc rất hiệu tốt, và, yeah, hiệu quả, rồi. thì được thưởng từ cái phần gọi là bảo hiểm đúng bảo đúng hiểm đúng. chi trả cho các bác sĩ này. Cho nên là anh bác sĩ này là thường xuyên là đi chăm sóc dân cư ở đấy, trời lạnh nhá, bạn ra đường nhớ mặc áo ấm nhá. Bởi vì sao nếu mà bạn ốm, bạn đi khám, bạn mua thuốc thì bảo hiểm phải chi trả cái phần đấy. Hay là uh, bác sĩ sẽ nhắc là à anh Tuấn ơi, anh đến kỳ sổ run rồi đấy, ừ. nhắc từ cái việc như vậy, <laughs> đấy, anh hãy uống thuốc sổ run đi. Yeah. Đấy, tức là họ làm việc một cách trách nhiệm để làm sao mà đảm bảo là cái Cụm dân cư mà họ phụ trách có cái sức khỏe là tốt nhất. Và ngay kể cả bảo hiểm cũng vậy, họ cũng sẵn sàng là chi trả cho cho cái việc là đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hiện nay bảo hiểm y tế Việt Nam mới chỉ chi trả cho việc chữa bệnh thôi. Còn đối với người khỏe mạnh đi kiểm tra sức khỏe thì bảo hiểm không chi trả. Thì đấy là những cái mô hình hoặc là chính sách mà mình thấy ở Nhật họ áp dụng thành công để đến bây giờ sau mấy chục năm thì cái quả ngọt họ nhận được đó là người dân Nhật sống không những là thọ nhất thế giới mà còn sống chất lượng nhất thế giới. Tức là số năm mà sống khỏe mạnh của người Nhật là cao. Và Quốc Khánh có biết rằng là ở thế giới có hơn 10.000 người sống trên 100 tuổi thì 90% số lượng người đó là sống ở Nhật, là người Nhật. À, rồi. <laughs> Chỉ có 10% là còn lại là phân bổ các quốc gia khác. Wow. Rất nhiều bài học phải học từ từ nước Nhật thì mà thấy cái số lượng người sống sống lâu và Đấy. sống khỏe như sống vậy. khỏe thì mình họ có một cái báo cáo là tuổi thọ bình quân của người Nhật là 87 tuổi. Nhưng mà họ chỉ mất từ 3 đến 5 năm cuối đời là cần đến sự chăm sóc đặc biệt của y tế. Còn người Việt Nam mình thì tuổi thọ bình quân là 75 đến 76 tuổi bình quân. Tức là đối với nam là 73 mà đối với nữ là 77. Ừ. Nhưng mà lại cần đến 9 năm cuối đời là cần đến sự chăm sóc đặc biệt của y tế thì mình thấy rằng là cái chất lượng cuộc sống nó cũng rất là quan trọng chứ không nó không chỉ là cái, cái cái tuổi thọ đâu. Họ đi ngay từ cái nhận thức. Ngay từ nhận thức ngay từ nhỏ, ừ. giáo dục từ nhỏ và cái cái mô hình anh nói rất rất thú vị, bác sĩ khu vực. Việt Nam mình bây giờ mới có. Tức <laughs> là một cái bác sĩ mà chăm lo cho đời sống trong một khu vực đó và và được hưởng thành quả từ việc là sức sức khỏe của cả một cộng đồng đó. Chính xác cũng đều cũng đều rất là thú vị có vẻ như là tóm lại vấn đề ở đây là với người Việt Nam như nãy giờ anh em mình có chia sẻ thì cái tâm lý này và cái cái chi phí cái kinh tế là hai cái lý do khiến cho cho mình chưa có được một cái thói quen là đi phòng ngừa sức khỏe sớm hơn và và một cái cách để giải quyết bài toán quá tải nền y tế hoặc là phát triển nền y tế thì là cái cách là dự là phòng ngừa phòng bệnh mình nói nhiều về phòng bệnh hơn chữa bệnh nhưng mà thật sự là phòng bệnh nó liên quan đến lối sống thì thì, thì phải và có những cái trạm bảo dưỡng như vậy thì khi phát hiện ra những vấn đề như anh nói thì khi đó mới có thêm động lực để thay đổi lối sống phát hiện từ sớm đúng không ạ thì vẫn còn kịp mình nói nôm na như thế này này yeah. ví dụ như cái xe ô tô mình đang đi đúng không yeah. một năm một lần mình cũng có ý thức đưa nó vào trạm bảo dưỡng hoặc là 10.000 km thì hãng cũng gọi mình để đưa vào trạm bảo dưỡng mặc dù xe lúc đấy nó vẫn đang đi bình thường yeah. Nhưng nhờ cái việc là bảo dưỡng định kỳ mỗi 10.000 km hoặc là mỗi một năm thì mình sẽ không gặp cái trường hợp là đang đi trên đường cao tốc thì bị hỏng, bị chết máy giữa đường. Đấy, thì cũng giống như là cơ thể của mình vậy. Nếu mà mình bảo dưỡng nó, mình biết trước vấn đề mình chăm sóc nó thì sẽ không có câu chuyện là tự nhiên đột ngột mình phát hiện ra là mình phát hiện giai đoạn cuối. Ừ. Hoặc ngoài ra thì bạn thấy rằng là gần đây cái nguy cơ đột quỵ của người trẻ rất là cao, đang có xu hướng trẻ hóa có thể là do áp lực về cuộc sống, áp lực về công việc, thì nó dẫn đến cái tình trạng là các cái bệnh không lây nhiễm nó càng ngày nó càng trẻ hóa, rất nhiều người trẻ đang làm việc thì bị đột quỵ. thì nhưng mà những cái thứ, những cái bệnh như vậy thì hoàn toàn có thể phòng ngừa được, chỉ cần đi kiểm tra định kỳ thôi cũng có thể phát hiện được các cái nguy cơ dẫn đến đột quỵ là do bị mạch máu não nó bị phình này, hoặc là do bị vô hóa mạch vành này mình phòng ngừa được yeah. mình có thể uống thuốc để điều trị giảm cái mức độ vôi hóa đi hoặc là nếu như mạch máu não của mình mà nó bị phình thì mình có thể theo dõi và đặt stem, đặt coi để giảm cái nguy cơ đột quỵ cái đấy hoàn toàn phòng ngừa được hay như lúc nãy mình có nói với nhau là ung thư nó mất cả một cái quá trình hai năm ba năm để nó bắt đầu từ giai đoạn tiền ung thư đến giai đoạn một đến giai đoạn hai giai đoạn ba đến giai đoạn bốn rất là nhiều năm mà nếu như mình phát hiện được ở giai đoạn sớm thì hoàn toàn là mình điều trị được không những là hiệu quả hơn này, chi phí đỡ tốn kém hơn này, mà triệt để lại tốt hơn là mình phát hiện giai đoạn muộn. Thì đấy là cái mà làm sao mọi người có được cái ý thức, có được cái nhận thức và bỏ đi cái tâm lý là sợ. Vì người... người Nhật có một câu rất hay là The best protection is early detection. Ừ. Cách bảo vệ tốt nhất là phát hiện sớm nhất. Tháng 2 năm nay, Hoàng gia anh công bố là vua Charlie là bị ung thư. Đến tháng 3 thì công bố là công nương Kate là vợ của hoàng tử William cũng bị ung thư. Cô đấy sinh năm 82, 42 tuổi bằng tuổi mình. Đang điều trị hóa trị. Và đến tháng 9 năm nay thì hoàng gia anh cũng công bố là công nương đã kết thúc cái đợt hóa trị thành công. Điều trị thành công. Và hoàng gia công bố cái thông tin này để xóa bỏ đi những lời đồn, ừ. ác ý, dị nghị. Yeah về tình trạng sức khỏe của nhà vua và của công nương. Đồng thời là để nâng cái nhận thức của người dân trong cái việc là kiểm tra sức khỏe định kỳ. Và sau đó thì chính phủ Anh đã launch một cái chương trình là National Health Screening để kiểm tra sức khỏe cho toàn dân để nâng cao cái nhận thức lên. Thì đấy là những cái để làm sao mà mọi người có thể thấy rằng là bệnh tật có thể đến với bất cứ ai và đến với bất cứ thời điểm nào. Tháng 4 năm nay thì Hiệp hội Ung thư Mỹ cũng ra một cái báo cáo nói rằng là cứ 5 người trên thế giới thì sẽ có một người mắc ung thư ở một thời điểm không xác định trong tương lai. Và cái số lượng đấy ở các nước đang phát triển là càng ngày càng cao bởi vì thiếu máy móc, như mình nói là thiếu máy móc, thiếu bác sĩ để phát hiện sớm. Và đấy là một làn sóng thủy triều có thể là nhấn chìm các cái nước đang phát triển. Đấy do nên là thật sự là mình khi mà mình triển khai cái mô hình này thì mình cũng rất là mong muốn là để nâng cái nhận thức của mọi người lên, bởi vì có rất nhiều bệnh có thể tầm soát, có thể phát hiện chỉ bằng việc kiểm tra định kỳ thôi. Đúng là dù điều kiện kinh tế của mình có thế nào thì việc phát hiện sớm vẫn vẫn tốt hơn. Đúng rồi. Tại vì là có thời gian để điều trị và và có thể là tiết kiệm được cái chi phí về sau. À, như anh nói thì hiện nay cái căn bệnh độc quỵ nó cũng có thể đến với người trẻ, cho nên có vẻ như là không bao giờ là quá sớm để đi tầm soát đúng không ạ? Đúng là hoàn toàn có thể bắt đầu ngay từ khi nhận thức ra được cái chuyện này chứ không phải là đợi tới lúc vào tuổi trung niên hay là tầm 40 mới bắt đầu đi tầm soát mà các bạn ngay từ lúc còn trẻ mới bắt đầu đi làm cũng đã bắt đầu có thể uh, tham tham gia tầm soát và là kiểm tra định kỳ để phát hiện tốt hơn. Chính xác. Cái này thì một vị bác sĩ nói với mình yeah. là có một tỷ lệ là 2 đến 3% dân số là bị cái gọi là dị dạng mạch máu não bẩm sinh. Vì một cái vấn đề gọi là dị dạng mạch máu não bẩm sinh. Dị dạng mạch máu não bẩm sinh. Ừ. Tức là trong cái mạch máu não của mình nó bị bị phình ra. Wow. Và nếu mà quá 7 mm là nó có thể xuất huyết não và đột quỵ bất cứ lúc nào. À, Tại biến mạch máu não. Bị tai biến mạch máu não. Dạ. Nhưng mà dưới 5 mm thì chỉ cần theo dõi thôi. Trên 5 mm thì có thể là có sẽ có cái can thiệp điều trị nhưng at least là mình tầm soát để mình biết là mình có một cái vấn đề như vậy nếu chẳng may mình có thì mình theo dõi nó định kỳ thường xuyên hơn để đến một cái thời điểm cần thiết thì bác sĩ sẽ cho chỉ định để điều trị hoặc cho chỉ định để can thiệp làm giảm cái nguy cơ bị đột quỵ, bị xuất huyết não đi. Nhưng vấn đề mình phải biết và muốn biết thì mình phải phải tầm soát thôi. Phải đi sớm ha để có gì thì phát hiện sớm để còn tiết kiệm về sau. Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. một trong những cái yếu tố khó nhất trong lĩnh vực khởi nghiệp trong lĩnh vực y là thiếu bác sĩ. Và chính cái 3,5% người Việt Nam đang có thói quen đi kiểm tra sức khỏe định kỳ có nghĩa là còn 96,5% người chưa đi kiểm tra sức khỏe định kỳ là một thị trường vô cùng lớn. Chúng mình phải có cái sứ mệnh là mang lại cái giá trị cho xã hội và doanh thu, lợi nhuận nó là hệ quả đến sau. À Hỏi anh một chút về vấn đề kinh doanh đi, tại vì đây cũng là một cái khởi nghiệp của anh đúng không? Một cái business mà rất là đặc thù là cái sản phẩm này là một sản phẩm y tế, ừ. nó hoàn toàn khác với lại những cái kinh nghiệm của anh trước đây khi mà làm làm công ty, làm kinh doanh ở lĩnh vực khác. Thì không biết là cái cách mà anh nhìn về cái khởi nghiệp này nó sẽ như thế nào. Với quan điểm của anh thì cái khi kinh doanh cái sản phẩm này thì mình mình sẽ gặp những cái thử thách gì lớn nhất và và anh dự định là mình sẽ giải quyết cái thử thách bài toán này như thế nào? Khởi nghiệp bình thường đã là rất vất vả. <laughs> mà lại khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế thì mình thấy vất vả hơn rất là nhiều bởi vì nó nó khá đặc thù. Nó là một cái lĩnh vực chuyên môn mà ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mọi người. Không dễ để mà đi thuyết phục mọi người khi mà mình không phải là bác sĩ. Đấy. Yeah. đấy. Đó là điều cũng, em cũng tò mò đấy. vì đấy. người ta sẽ thắc mắc, rất nhiều thắc mắc dành cho anh. Đó. Nên người là... làm sản phẩm này đúng không 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 dễ tuy nhiên thì mình chẳng có cách nào khác là phải học thôi học từ các chuyên gia xây dựng các cái mối quan hệ học của các chuyên gia và cố gắng làm sao mà đúc kết ra những cái vấn đề cốt lõi nhất những cái thứ mà cơ bản nhất để mình hiểu và mình áp dụng cho cái mô hình của mình bởi vì mình không thể áp dụng được tất cả những cái, cái 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 rất là nhiều cái chuyên ngành rất là nhiều làm về sức khỏe rất là rộng yeah. thì mình chỉ đúc kết ra những cái thứ nó cơ bản nhất và uh, cô động nhất để mình ứng dụng cho cái cái mô hình của mình thứ hai nữa là bắt buộc bây giờ xu thế là phải đưa công nghệ thông tin đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào với cái mô hình của Fuji họ đưa ra ấy thì trên dự, trên gọi là 400 triệu cơ sở dữ liệu số lớn thì hỗ trợ cho các bác sĩ cũng như là các kỹ thuật viên để có thể đưa được ra các cái kết luận chẩn đoán một cách chính xác vì như lúc nãy mình nói là một trong những cái yếu tố khó nhất trong lĩnh vực khởi nghiệp trong lĩnh vực y là thiếu bác sĩ thì bây giờ với cái sự hỗ trợ của hệ thống AI của cơ sở dữ liệu support cho các bác sĩ thì ngay kể cả những bác sĩ ở vùng sâu vùng xa hoặc là những bác sĩ còn ít năm kinh nghiệm cũng có thể nhờ vào cái sự support đấy để đưa được ra những cái chẩn đoán hoặc là những cái kết luận chính xác. thì đấy là cái, cái 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 việc thứ nhất. cái thứ hai nữa là về kỹ năng về quản trị, cái này cũng là cái điều quan trọng. trước đây bọn mình làm ở trong các tổ chức lớn, mọi thứ nó có hệ thống, nó có quy trình, nó có gai lai. Mình nói vui là giống như là mình lái tàu ở trên sông ấy. Nhưng bây giờ ra khởi nghiệp là mình phải build mọi thứ từ đầu Từ zero Thì gần như là mình phải bơi ở ngoài biển một mình Thì cái đấy mình cũng phải học từ những cái việc làm Về nhân sự này Về sản phẩm này Về marketing Về kinh doanh thì Mọi thứ cũng phải học từ đầu Theo anh Tuấn thì cái điều gì để khiến anh thuyết phục được Fuji Film cho việc nhận quyền này Bởi vì họ sẽ phải lựa chọn các đối tác và và không dễ để 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 bước chân vào cái ngành mà nó quá đặc thù về chuyên môn thế này mình là một cái người trái ngành tức mình trước đây không mình không phải là bác sĩ mà không phải là ngành y thì để mình thuyết phục được một đối tác đồng hành và đặc biệt là Fuji Film một cái tên tuổi rất lớn của Nhật và với công nghệ AI thì thì cái theo anh cái điều gì khiến anh thuyết phục được họ bài học anh học được ở đây là gì thực ra là sự chân thành thôi người Nhật thì khi mà mình biết đến mô hình Nura Fujifilm franchise sang Ấn Độ làm thành công năm cơ sở ở Ấn Độ thì mình có cùng với là đội ngũ anh em sang Ấn Độ đến trung tâm Nura để trải nghiệm và mình thấy nó nó như kiểu là Eureka ấy. nó một cái mô hình nó hoàn toàn phù hợp để phát triển ở Việt Nam khi mà quy trình rất là nhanh gọn này công nghệ thì ứng dụng hiện đại và chi phí thì được tối ưu để mà đưa về Việt Nam. Thì sau đó thì mình về mình có đặt vấn đề với phía Fuji Film để xin franchise tức là xin nhận nhượng quyền cái mô hình này đưa về Việt Nam. Mình phát hiện ra là để mà đưa được cái mô hình này thì cần phải xin cấp phép của Bộ Y tế. về giấy phép nhập khẩu các cái máy cái công nghệ này về Việt Nam lúc đó mình cũng cùng với cả các bạn đối tác Fuji Film đặt lịch làm việc với Bộ Y tế cục trang thiết bị công trình cục quản lý khám chữa bệnh và lãnh đạo Bộ Y tế để giới thiệu về cái mô hình này cái công nghệ này và sau đó thì kết hợp với chuyến công tác của đoàn lãnh đạo Bộ Y tế sang Nhật thì mình mời họ đến Fuji Film đến trụ sở của tập đoàn Fuji Film để trực tiếp là tham quan trực tiếp để trải nghiệm cái công nghệ này. Thì khi khi đó thì lãnh đạo của Bộ Y tế đã được thuyết phục bởi cái công nghệ này và các cái số liệu mà họ đưa ra thì đã cấp phép để nhập khẩu cái thiết bị cho phép là nhập khẩu cái thiết bị của Fujifilm về Việt Nam. Và sau đó thì mình cũng có gặp trực tiếp, may mắn là mình được người bạn làm trong tập đoàn Fujifilm giới thiệu gặp trực tiếp chủ tịch của tập đoàn Fujifilm và khi mình nói với cả bác ấy là mình là một người đã hai lần được nước Nhật phát hiện cứu sống và cứu thì mình rất mong muốn là triển khai cái mô hình Nura đấy tại Việt Nam để nhiều người Việt Nam được may mắn như mình và bác ấy nói rằng là tôi là cô gái đẹp, tân Nura ấy là ừ. mô hình Nura là cô gái đẹp tại sao tôi phải gả cho bạn? bạn có cái gì? mình lúc đấy thì thực sự là mình cũng không có cái gì cả, mình nói với quả bác là như này, tôi thì có tâm huyết thôi. Đấy và tôi còn một cái nhà để bán. Tôi mình nói rất thật với ông là tôi còn một cái nhà để bán nếu ông mà cho phép tôi được triển khai cái mô hình này thì tôi có cái nhà để bán để để đầu tư để triển khai cái mô hình Nura này. Và chính cái 3,5% người Việt Nam đang có thói quen đi kiểm tra sức khỏe định kỳ có nghĩa là còn 96,5% người chưa đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, chưa có thói quen thì đấy là một thị trường vô cùng lớn, đấy là một tiềm năng vô cùng lớn để mà phát triển được mô hình Nura tại Việt Nam và tôi hứa với ông rằng là nếu mà được cái mô hình này thì tôi làm tất cả những gì có thể để phát triển Nura. Thế sau đấy là hai tháng, gần hai tháng sau thì phía Fuji Film qua nhiều lần thương thảo thì họ đã đồng ý là chọn công ty của mình là cái đối tác độc quyền để triển khai cái mô hình Nura tại Việt Nam trong vòng 10 năm tới ở Việt Nam. Chúc mừng anh. Đấy thì Một thực sự, sự là chỉ có sự chân thành thôi Đấy. <laughs> chân thành mới chinh phục được cô gái đẹp Nura. ra yeah. em nghĩ là cái câu chuyện chính câu chuyện cá nhân của anh ấy, trải nghiệm và được nước nhật cứu sống ừ. nền y tế nhật cứu sống và bằng chính cái trải nghiệm của cá nhân mình họ thấy là anh là người đã có đã thực sự có kinh nghiệm thật ừ. và cảm được thấm được cái cái việc mà chăm sóc sức khỏe như thế nào và và, và cộng thêm cái tiềm năng của thị trường việt nam nhưng về cái ý này thì muốn hỏi góc nhìn của anh Tuấn khi về cái nhân vừa nói đó tức là còn chín mươi mấy phần trăm người Việt Nam chưa có thói quen đó và chắc chắn đây là một cái thị trường còn rất sơ khai trong việc chăm sóc y tế tức là còn nhiều cái đất để mà phát triển trở thành một nền y tế hiện đại thì cái bức tranh cái miếng bánh kinh doanh trong lĩnh vực y tế này thì với một người khởi nghiệp mà muốn tham gia vào hoặc là một bạn đang rất là khao khát muốn muốn khởi nghiệp để mà tạo ra một sản phẩm gì đó có thể giúp cho người Việt Nam hoặc là thậm chí nhượng quyền ở các nước tiên tiến về giống như anh làm với Nhật như vậy thì anh có lời chia sẻ gì không cho những cái người khởi nghiệp mà muốn tham gia vào lĩnh vực này đầu tiên thì mình nghĩ rằng là làm trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe là phải có sức khỏe hợp okay. lý ừ, đúng không ạ Đấy. không thể nào làm lĩnh vực này mà mình không khỏe chính xác bởi vì khởi nghiệp là rất vất vả thì phải có sức khỏe để mà mình vượt qua được những cái lúc khó khăn những lúc thách thức lúc ban đầu mà sức khỏe ở đây là bao gồm là cả sức khỏe về mặt thể chất và cả sức khỏe về mặt tinh thần để mình vượt qua được những cái thách thức mình không dùng từ khó khăn thì mình dùng từ thách thức đấy, bởi vì mình nhìn thấy 96% người dân việt nam chưa có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ thì đấy là một điều rất là thuận lợi đấy, đấy là một cái tiềm năng vô cùng lớn để mọi người có thể cùng nhau khai phá nó và mình rất welcome rất nhiều đối tác y tế cũng đến và mình cũng rất là cởi mở chia sẻ Đấy. bởi vì buôn có bạn bán có phường phải càng nhiều người làm thì bắt đầu mới càng nhiều người có nhận thức mà càng nhiều người có nhận thức thì cái việc mà cung cấp dịch vụ của mình nó càng thuận lợi chứ mình không giữ nó là của riêng mình vì bản chất làm y tế đã là một cái mình dùng cái từ đó là một cái trách nhiệm đối với xã hội rồi, chứ nó không chỉ đơn thuần là một việc kinh doanh để kiếm lợi nhuận. Cái thứ hai nữa mình nghĩ rằng là các bạn khi mà làm về khởi nghiệp y tế cũng cần phải chuẩn bị đó là các cái nguồn lực dài hạn, nguồn lực về tài chính, nguồn lực về nhân sự, nguồn lực về thời gian, vì y tế là một khoản đầu tư chứ không phải là một khoản đầu cơ. Mình phải làm sao xây dựng một cái sản phẩm dịch vụ, một cái thương hiệu nó đủ cái sự tin tưởng của mọi người sau đó thì những cái thứ khác nó là hệ quả Nhưng mình không phải là đầu tư ngày hôm nay và ngày mai là có, có quả ngọt và đa phần những đơn vị y tế tư nhân mà mình biết đầu tư thì đều phải từ 5 năm đến 10 năm yeah. Lâu dài hạn. dài hạn và cái cuối cùng thì mình nghĩ rằng là đấy như lúc nãy mình nói là mọi người phải xác định làm y tế là làm một cái trách nhiệm xã hội trước một cái tạo một cái sứ mình phải có cái sứ mệnh là mang lại cái giá trị cho xã hội mang lại cái giá trị cho cộng đồng và doanh thu lợi nhuận nó là hệ quả đến sau thì khi xác định đủ ba cái đấy có sức khỏe có nguồn lực và có cái sứ mệnh có cái giá trị gắn với cả cộng đồng thì mình nghĩ tin chắc chắn là mọi người sẽ thành công và mình rất là mong là càng ngày càng nhiều các đơn vị y tế tư nhân tham gia vào làm y tế dự phòng tham gia vào làm y tế chăm sóc ban đầu để chia sẻ với gánh nặng của y tế công hiện nay đang quá tải trong cái việc là điều trị đang quá tải trong cái việc là uh, gọi là tuyến cuối. Vậy thì cái, thì có cái sự tham gia hỗ trợ của y tế tư nhân trong cái chăm sóc ban đầu cũng là điều rất là quan trọng. Yeah. Đúng là, là 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 lĩnh vực này cái sản phẩm này thì là phải tư duy dài hạn chứ không thể nào ngắn hạn được tính như là nó là năm 10 năm nó là một cái quá trình lâu dài và đặc biệt là phòng phòng bệnh hơn chữa bệnh với một cái tư duy dài hạn như vậy thì chắc chắn là anh Tuấn cũng có cái nhìn rất là lâu lâu dài với Nura Việt Nam là T Matsuoka tại Việt Nam thì cái 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 tầm nhìn của anh về dài hạn ở đây thì mình nhượng quyền mô hình của Nhật về nhưng mà không biết là cái trạm bảo dưỡng này ở Việt Nam thì nó có phải mình có phải điều chỉnh hay là mình có phải bổ sung hay là mình có phải Uh, thay đổi như thế nào để cho nó phù hợp với Việt Nam hay không, uh, hay là mình đây là hoàn toàn là một mô hình uh, giữ nguyên từ Nhật uh, trong tương lai dài hạn thì liệu mình sẽ có cái hướng phát triển như thế nào? Đầu tiên thì mình cũng có chia sẻ là đây là nhượng quyền thì những cái gì mà nó theo tiêu chuẩn bắt buộc của Nhật là mình phải giữ, mình phải đảm bảo được cái 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 tiêu chuẩn đấy, bởi vì nó không phải là uy tín của của Nura Việt Nam mà nó là uy tín của Nura Fuji Film toàn cầu. Nhưng mà mình cũng có những cái customize nhất định. Ví dụ như mình, mình lúc nãy có chia sẻ là người Việt Nam mình bị tuyến giáp rất là nhiều. À rồi cái đó là thêm customize đó, điều thêm Thì Việt mình Nam. có bổ sung thêm các cái chỉ định như là siêu âm tuyến giáp. À rồi. Yeah. Đó. Rồi người Việt Nam mình cũng có những cái 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 vấn đề về ung thư ở vòm họng này, ung thư hốc mũi. Đấy là những cái bệnh mà thường là phát hiện ra ở giai đoạn muộn vì những cái triệu chứng của nó là triệu chứng giả triệu chứng mượn cho nên cái khoa đầu mặt cổ trong bệnh viện ung biếu là cái khoa mà gọi là nhiều bệnh nhân nặng nhất do thường xuyên là phát hiện muộn đầu mặt cổ ừ. nhưng mà lại chỉ cần một cái chỉ định rất đơn giản là nội soi tai mũi họng thôi thì hoàn toàn có thể phát hiện được cái bệnh đấy ở giai đoạn sớm đấy. cho nên mình cũng đã trao đổi với phía đối tác là mình bổ sung thêm các cái chỉ định như là siêu âm tuyến giáp như là nội soi tai mũi họng vào trong cái gói khám của mình để cover được các cái mặt bệnh mà người Việt Nam mình hay bị. Đấy thì đấy là cái customize. Ngoài ra thì như lúc nãy cũng chia sẻ với bạn là cái chi phí tuy là mình nói rằng là ở mức là một đô la một ngày là một chi phí hợp lý để để tầm soát phát hiện sớm nhưng nó vẫn là một cái chi phí ngoài tầm với của nhiều người dân Việt Nam đặc biệt là ở vùng nông thôn vùng sâu vùng xa thì trong cái quá trình trao đổi với các bạn Fujifilm làm sao mà để hạ cái giá đấy xuống, giảm cái chi phí đấy xuống để mà nhiều người dân Việt Nam tiếp cận được hơn, thì các bạn cũng có một cái ý tưởng là gì, có thể những cái máy móc đấy đặt lên xe bus, đặt lên những cái xe ô tô ấy, đấy thì cái, mình giảm được cái chi phí thuê mặt bằng này, mình giảm được các cái chi phí về nhân sự phục vụ này và thực ra thì khi mà đi đến các cái vùng xung quanh thành phố, tức là đến vùng sâu vùng xa thì cái điều quan trọng nhất họ chỉ cần là tôi được tầm soát thôi đúng rồi chứ họ đâu cần phải dịch vụ là được surf như là là một khách hàng ở thành phố đâu tầm soát di động đi đấy à. thì đối với cái việc đó thì nó cũng giúp là giảm cái chi phí xuống và thực tế thì hiện nay họ đang bắt đầu thử nghiệm ở ấn độ ừ, hay quá dạ. cho cái việc là gọi là chạm bảo dưỡng con người di động chạm di động chạm di động cứ đi tới từng nơi rồi, rồi cái xe nó chạy qua rồi tới đấy. thì mình cũng đang rất là mong chờ rằng là cái chạm bảo dưỡng đấy ở Ấn Độ họ thành công yeah. và họ tối ưu hóa được Thì lúc đấy mình lại bắt đầu phát triển ở Việt Nam Để đưa được cái mô hình đấy đến những cái vùng sông xa Bởi vì sao? Bởi vì máy thì có thể di động Và tất cả các cái hình ảnh, các cái kết quả Bây giờ có thể centralize gửi về được trung tâm thành phố Và các bác sĩ ở đấy có thể đọc gọi là telemedicine Đọc từ xa được Đọc kết quả và đưa ra tư vấn được Vì bản chất của mình vẫn là chỉ sàng lọc thôi Cho nên nếu mà người ta khỏe mạnh thì không sao còn nếu chẳng may người ta có vấn đề gì bất thường thì lúc đấy người ta mới về thành phố để kiểm tra chuyên sâu đúng cái vấn đề đấy thôi. quá vâng hay tiết kiệm được chi phí cho mọi người. Cái này, bà con ở vùng sâu xa là tuyệt vời đó. Đấy. Ừ. hy vọng là sẽ sớm thấy được trạm bảo dưỡng Nura Việt Nam di động ha. Ừ. anh cứ chạy xe tới rồi các bà con ra tầm soát, hai tiếng hai tiếng rồi phát hiện bệnh sớm để có gì thì khi đó mới lên trên thành phố lớn để chữa trị sâu hơn. đúng. để kiểm tra sâu hơn. và bị ừ. phát hiện sớm thì đã giảm được cái nguy cơ về sau. Chính xác. vời em nghĩ là tất cả những mô hình đó đều đều các nước khác người ta đã đi rồi đúng không ừ. thì thì có thể là việt nam hoàn toàn có thể trông đợi ừ. dạ. cảm ơn anh tuấn rất nhiều về đã chia sẻ cảm ơn anh vì đã mở lòng với câu chuyện cá nhân một cái một cái biến cố về bệnh cách đây 7 năm lại mở ra một cái cơ hội mới ừ. để tạo ra một sản phẩm như vậy và và không có gì khác thì chúc anh luôn khỏe mạnh và tiếp tục với những cái ý tưởng cùng windows việt nam và hy vọng sẽ sớm thấy được những giải pháp giống như là trạm bảo dưỡng di động hoặc là trong tương lai chúng ta sẽ có bác sĩ khu vực ừ. <laughs> giống như mô hình của nhật thì sao ừ. để, để người việt nam mình khỏe hơn và sống lâu hơn sống thọ ừ. hơn và có cái chất lượng cuộc sống tốt hơn ừ. cảm ơn quốc khánh thực ra thì cái việc mà chia sẻ cái vấn đề của mình ý, thì cũng không có mục đích gì khác là ngoài cái việc là làm cho mọi người nâng cao được cái nhận thức về việc kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm là vô cùng quan trọng Đấy. và cái việc mà phát hiện ra bệnh không đáng sợ phát hiện ra bệnh muộn mới đáng sợ. Thì cho nên cũng là cảm ơn quốc khánh đã cho mình cái cơ hội được chia sẻ cái vấn đề của mình để giúp cho mọi người có cái nhận thức và bỏ qua cái tâm lý sợ phát hiện ra bệnh. Cảm ơn và cảm rất, cảm rất nhiều. Và chúng ta sẽ phải liên tục nhấn mạnh cái thông điệp này đúng không ạ? Ừ. Phát hiện bệnh sớm thì sẽ 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 là cái phương pháp bảo vệ tốt nhất. Chính xác. Và, và với những phát triển của công nghệ đặc biệt là như anh đang là làm bên Dura Việt Nam thì hoàn toàn có thể làm sớm và phát hiện ra sớm để mà chữa trị sớm ừ. và với công nghệ tối tân hiện đại thì ngay cả cái chi phí nó cũng đã được giảm đi rất nhiều ừ. so với trước đây ừ. và lại là giúp phát hiện ra được rất nhiều các nguy cơ khác nhau. Ừ. Cảm ơn Tuấn rất nhiều. Cảm ơn Khánh. À, thưa quý vị vừa rồi là những phần chia sẻ của anh Nguyễn Huy Tuấn là chủ, đồng, chủ tịch hội đồng quản trị và là à, sáng lập và giám đốc của trung tâm y khoa Nhật Bản T Masuoka và Nura Việt Nam là đơn vị đầu tiên ứng dụng công nghệ uh, chẩn đoán hình ảnh uh, bằng AI của Fujifilm trong lĩnh vực tầm soát ung thư cũng như là các bệnh lý liên quan đến lối sống. Thì uh, những lời chia sẻ vừa rồi của anh Tuấn thì có lẽ là tôi nghĩ là cũng là một lời nhắc nhở rất là xác đáng đối với tất cả chúng ta trong việc chăm sóc sức khỏe và không bao giờ hết cái việc mà uh, kiểm tra sức khỏe và phát hiện bệnh từ sớm sẽ giúp chúng ta có thể uh, tiết kiệm được rất nhiều những cái khoản chi phí sau này. Và giảm thiểu được những cái nguy cơ về bệnh hiểm nghèo và gia tăng cái chất lượng cuộc sống chỉ có thay đổi cái nhận thức về về tầm soát sức khỏe và chăm sóc sức khỏe định kỳ mới có thể giúp cho chúng ta có một cuộc sống tốt hơn thì hy vọng là những lời chia sẻ vừa rồi cũng là một cái lời nhắc nhở để chúng tất cả chúng ta thay đổi cái cái hành vi của mình một người cảm ơn anh Tuấn rất nhiều vì đã chia sẻ các bạn có thể theo dõi lại cái cuộc trò chuyện này bằng cách là bấm subscribe trên kênh Việc Success cũng như là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify hoặc là Apple Podcast Để nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào Và cũng đừng quên là bấm vào cái đường link ở phía bên dưới Chúng tôi có để một đường link để đăng ký cái bản tin hàng tuần và mỗi sáng thứ năm Để tổng hợp những thông tin chắc lập nhất từ kênh Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả Và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau Cảm ơn Tuấn rất nhiều à, Xin cảm ơn